Trời. Nào, nhìn Tân Chán. Nhìn nào. Nào. Đấy, Tân Chán. Đâu? Rồi, ai cũng lấy giờ trả hết đi rồi. Cũng mất mình hết. Trả hết đi. Ờ, hết rồi. Hết rồi, làm phát mới. Hết rồi mà. Đấy, như này, đúng đầu trăm người. Anh cứ cảm thấy anh em chúng nào, nâng lên để cho cháu. Nào. 1 2 3 vô đi chú. 1 2 3 vô. Vô. Đó cái quảng cáo cái này có khi phải xin ít ấy nữa không thế thôi anh. Thêm còn cái gì chú? Còn dạ đây con nhập thêm còn. Nhập thêm còn Yến ơi. Chú muốn nhập còn của nước nào? Anh bây giờ cũng đang đợi bài. Kiểu như trong cái đợt đi này cũng phải giá bạc. Giá bạc. Hai lần. Một cũng được và hai càng tốt. Cháu cứ đều như vắt chanh. Lúc thì bố bảo là chưa gì, lúc thì đều như vắt chanh. Không chịu được. Còn muốn làm thế nào thì làm. Không, cháu bảo mua cho được. Vợ cháu bảo mua cho cháu con nấm. Khoảng 300 triệu. Đấy, con nấm xịn nhất bây giờ đấy. Bảo sao, nấm thì nó lại không có hứng. Đấy. Người thật thì thật. Đẹp lắm rõ. Được che đây anh. Ừ. Cảm ơn nhà hàng cho ăn hạt sen. Thế là nói